16 năm tuổi rồi thì ánh sáng đèn sẽ như nào ạ? Đây, anh em thấy không ạ? Thì sau khi một cái thời gian sử dụng dài rồi thì cái chiếc xe Camry này đã qua bên em đổi đồ đen. Bản thân của chiếc xe này á thì đã là bi projector và có bóng xe nông rồi anh em nhá. Với cái thời điểm đấy, cái dòng này nó sẽ rất là cao cấp rồi. Đấy, có bi rồi mà có projector rồi và có hệ thống bóng xe nông rồi thì nói chung là cái thời điểm đấy cũng rất là sáng, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cái bóng đèn của nó sẽ xuống và rất là tối. Để khắc phục cái tình trạng đấy thì bên em có thay cho bác chủ một bộ bi LED với mã là X-Line V20. Đấy anh em ạ, đây là cái bộ bi gần như là quốc dân nhất hiện nay trên thị trường hiện tại rồi. Đấy, bi với mã LED, bi LED là X-Line V20 này. Đấy, anh em có thể đây, Auto 365 nhé. Đấy, và cái bản này là bản mới nhất, bản 2024 thì có bản là 99Z9+1+1 và công suất đã được đẩy lên từ 55 lên 60 và pha là 70W và bảo hành cho anh em là 3 năm với nhiệt màu là 5000. Thì cái cho ra ánh sáng hơi ngả vàng một chút để anh em đi bám sương đi đường sẽ bám đường hơn, và đi trời mưa trời sương anh em có thể hoạt động hiệu suất tốt hơn. Và với cái dòng này thì lắp cho chiếc xe Toyota Camry này thì cùng với kích thước của đèn bi nguyên bản đó là bi 3 chấm thì anh em chỉ cần lắp vào cái vị trí đèn zin của chiếc xe xong. Còn cái dòng này nó sẽ có hệ thống liếc và hệ thống gật gù theo xe, thì bên em sẽ có để giữ lại nguyên cái hệ thống liếc và gật gù cho chiếc xe của mình. Và đây là sau khi chiếc Camry bên em đã nâng cấp đèn xong, anh em có thể thấy đèn được lắp vào vị trí nguyên như nguyên zin, rất là đẹp và thẩm mỹ nha anh em nhá. Đấy, anh em thấy không ạ, đèn như kích thước giữ vào kích thước nguyên ban đầu, vị trí ban đầu, và hệ thống liếc của đèn bi sẽ được giữ nguyên. Đây anh em thấy sau khi đây, đối với chiếc xe này anh em xem đây, khi mà bắt đầu khởi động lên nhá thì chiếc đèn này sẽ có hệ thống liếc và gật gù. Thì với con đèn này bên em sau khi lắp đặt xong và đều xử lý hoàn thiện lại cho anh em, và cái hệ thống báo liếc này nó sẽ không bị lỗi và giữ nguyên được cho anh em. Đây ánh sáng, đây là ánh sáng cốt cho ra của bộ bi LED X-Line V20, và đây là ánh sáng pha. Đấy, anh em thấy sáng hơn gấp 3 đến 4 lần so với đèn zin của anh em, và có thể nói là để mà đảm bảo cái cung đường di chuyển vào đường đêm, đèo núi và đường cao tốc thì anh em lắp một bộ như này, đèn như thế này là anh em đủ đảm bảo hợp lý cho anh em để anh em di chuyển những cung đường dài rồi. Còn anh em nào mà chưa biết nâng cấp đèn thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé.